Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái combo sản phẩm dành cho cái máy game PS2 này, cái máy game PS2. Đó là một cái thẻ bút 64M. Trong này đã cài sẵn cả cái chương trình bút này nhá. Và một cái USB này. USB trong này là mình chạy cái thẻ nhớ. Đây, thẻ nhớ 32GB. Trong cái thẻ nhớ là mình đã copy đầy cái thẻ nhớ game nhé, bao gồm có game PS2, PS1 này, game 4 nút Sega, game Nintendo ấy, Super Nintendo, tất cả trong này rồi. Trong cái thẻ 32GB này gồm có khoảng 10 game PS2, 6-7 game PS1 và hàng nghìn game 4 nút. Đấy, cái combo bộ sản phẩm này thì cái thẻ bút này có thể bút được tất cả các hệ máy PS2 nhé, bao gồm cả FAT, Slim 7X, Slim 9X. Đấy, bút được hết. Cái bộ combo này mình bán là 350.000 nhá. Đấy, bao gồm cả thẻ bút này với cả USB 32GB. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì cứ inbox cái số điện thoại mình để dưới comment của để dưới mô tả của video này nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn trên tất cả 3 hệ máy PS2 này. Đấy, test luôn chứ không nói mồm. Đây có hai con Slim, một con 7X này, con này là con 9X này. Con 7X nó có cái chỉ này này. Đấy. Còn con 9X thì nó không có. Đây con 9X này. 90006. Đấy. Còn con này, này nhá. Con này là 70007. Đấy, tí nữa mình vào hệ điều hành mình sâu version rồi. Không phải bảo là thay vỏ. Đây, hai con Slim này nhá. Và con này là con FAT. Con FAT nhé. Đây, đời 5X này. Hệ G nhá, hệ Japan. Con này là điện 100, hàng Nhật. Đấy, cái thẻ này nó bút tất cả cái này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test từng con một. Bây giờ mình bút con 7X trước nhá. Con 7X này. Không hề có đĩa trong này đâu nhá. Không cho đĩa bút vào. Không cần đĩa bút. Thì nó có cùng nguồn ở ngoài. Đấy, USB thì có thể cắm vào cổng này. Cái thẻ này thì có thể cắm vào slot 1, slot 2 được rồi nhá. Mình cài hết rồi. Rồi, thử con 7X chưa nhá, bật 7X này. Đấy, nó vào cái chương trình FreeMCBoot luôn nhá. Đây mình show version này, tam giác để show version này. Đấy, con này là 70007 này. Slim nữa. Đấy, đây là cái chương trình, đây cái menu mình đã cài đặt sẵn là các cái giả lập này, game PS1, game PS2 này, game Nintendo này, game Sega này, game Super Nintendo này. Đấy. Mình vào thử game PS1, PS2 nhá. Bấm X để vào này. Sẽ vào mình chơi thử. Rồi cái này bấm X để vào game list này. Đấy. Khả năng cái cổng USB này để mình chuyển vô cổng khác. Đấy, nó còn nháy nháy này, nó đang load game này. Đấy, đây là danh sách game PS1 nhá, à PS2 nhá. Không cái này game, khoảng chục game rồi đấy. Còn sang bên này là game PS1. Đấy, có khoảng 6 game PS1. Đấy. Rồi chơi thử ở game PS1 nhá. Để run này. Đấy. game PS1 với ở game 4 nút thì hình nó hơi xấu, mà kể cả game PS2 hình ảnh nó cũng không đẹp bằng PS3, PS4 bây giờ đâu. Này trải nghiệm thôi. Đấy. Rồi đấy, test thử thế thôi. Bây giờ mình sẽ test game PS2 nhá. Cắm sang slot 1 rồi. Test luôn này. Rồi đồng lại. Đấy, lại vào đây, xong rồi vào game PS1, PS2 này. Để game list này. Đây, đây là game PS2. Chơi thử PS 2020 nhá. Bản này là Việt hóa rồi, có cả bình luận tiếng Việt, nhưng mà cái số lượng đội nó ít. Đấy, thế thôi, mình test thế thôi. Bây giờ mình test game 4 nút nhá. Lại bấm khởi động lại. Game 4 nút thì vào chọn game Nintendo hoặc là Sega này, hoặc Super Nintendo. Đấy, chọn Nintendo đi. Đấy, các cái phần mềm giả lập game ấy, mình đẩy nó ra hết menu đấy. Đấy, nó vào đây thì các bạn xuống mask tức là cái cổng cái USB ấy. Cái ổ USB ấy. Bấm O nhá. O để chọn. Vào đây nó hơi ngược. Đấy, xong xuống chọn cái thư mục game net này. Đấy. Tất cả các game nó sẽ xếp theo thứ tự alphabet. Các bạn nhớ tên game nó là ký tự đầu tiên nó là gì thì các bạn vào cái thư mục đấy. Ví dụ mình chơi tăng hạn vào B này. O lại vào B nhá. Tăng thì nó là bát đây Bar City này, O này. Đấy, tăng game huyền thoại ngày xưa này. Đấy. Đấy, test thế thôi, đỡ mất thời gian. Đấy, bây giờ mình sẽ chuyển sang con Slim 9X nhá. Slim 9X. 7x coi như xong rồi, chạy ok. Đây vừa nãy là mình không có đĩa ở trong này đâu nhá, không các bạn lại bảo là dùng thẻ, dùng đĩa bút để bút. Đây bây giờ là con 9x, không có đĩa đâu nhá, mình sẽ mở này cho các bạn xem. Mũ USB này, con 9x này thì cái thẻ xếp này bắt buộc phải cắm vào cái slot 1 nhé. Đây. Đúng rồi. Rồi bật này. À, làm dây. Rồi về. Đây, đây là con 9x, show version này, cảm giác này. Đấy, 90006 9x nhá. Con 9x này thì nó không boot như con 7x kia đâu, không phải bật lên là nó vào FreeMCBoot đâu, mà con này phải làm thêm hai thao tác nữa. Đây, các bạn vào browser này. Đấy, xong đó lại vào thẻ xếp này. Đấy, đợi nó load lên. Sau đó bấm O để back ra. Xong bấm O một lần nữa. Đấy, bây giờ mới vào MCBoot. Đấy thấy không? Bây giờ mới vào. Đây con 9x nhá. Không có thẻ, không có đĩa trong ổ đâu. Đấy, cũng tương tự menu như thế luôn. Vào game PS1, PS2 này. Đợi load game. Bấm X để vào game list. Đấy, giống hệt cái kia luôn. Đấy. Chơi thử một cái game khác đi, không phải PES nữa. Viên ngọc rồng. You. Yes. Đây 7 viên ngọc rồng của PS2 nhé. Kém quá. Đấy. Rồi đấy là con 9x nhá. Bây giờ mình sẽ test con FAT. Đây con 9x. Đi. Con FAT này đi 100. 100 màu Thôi. Con FAT này thì thẻ này cắm ở slot nào được. bật này. Còn phát này thì nó bút luôn vào FreeMCBoot đấy, không phải giống, chỉ có con mỗi con 9x là phải làm thêm các cái bước kia thôi, còn lại 7x với cả phát này thì đấy vẫn vào cái menu như vừa nãy nhá. Này, cắm sang slot 1 bút lại này. Đây, vào show version này, cảm giác này. Đấy, 5.000 nhá. Này còn 5.000. Bách này. Đấy, cũng vào cái menu ấy thôi. Kích để game list này. Đấy. Vẫn là cái USB đấy. Đấy, tất cả các game đây. Đấy, như thế mà chơi bình thường luôn. Rồi. Như vậy là mình đã đấy, test tất cả các hệ máy PS2 nhá. Đối với cái combo này, cái thẻ boot này, boot tất cả các hệ máy PS2 luôn. Cộng thêm vào cả cái USB 32GB chứa game. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì cứ inbox vào cái số điện thoại mình mô tả dưới video nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.